Rồi, tiếp tục nhiệm vụ thứ 30 chúng ta vẫn nhận ở khu chợ Woodland luôn ha. Chỗ này này, gần cái người bán thuốc này. Đó, có một cái người bán hàng nhận nhiệm vụ. Có muốn kiếm tiền không? À, mình sẽ chọn có ha. Ta là một thương nhân và điều quan trọng đối với một thương nhân là kiếm tiền phải không? Ta sẽ coi việc ngươi im lặng là đồng tình với ta. Công việc của ta là bán hàng hoa hiếm, nhưng thật không may có hai người khác bán họ cũng bán hàng hoa hiếm này. Từ quan điểm kinh doanh thuần túy, việc loại bỏ hai người này là đúng đắn về mặt đạo đức. Do đó nhiệm vụ của ngươi là sẽ loại bỏ hai người này. Đơn giản nhỉ, một người đang che giấu công việc kinh doanh của mình ở phía nam hang động Kokuburi, còn người kia gần ở một đầm lầy phía tây. Ok, nó kêu mình đi đánh hai cái người bán hàng cạnh tranh của nó ha. Ok, mình sẽ đi qua phía tây trước. Nó có đánh dấu hai vị trí trên bản đồ các bạn. Đó, mình sẽ đi qua phía tây trước ha. Đây, chỉ là kinh doanh. Đây, có một người thương nhân đây. Ngươi thua rồi sao? Tránh xa khỏi đây. Đây mình sẽ chọn là ta ở đây vì ngươi ha. Đại lý đầm lầy. Rồi xong, còn một người ở phía đông nữa các bạn, hang Kokuburi ha, mình sẽ qua đó luôn. Chúng ta sẽ đánh cái hang ở dưới cùng nha các bạn. Cái hang dưới cùng ha. Có khá là nhiều hang động. Mình đánh cái hang dưới cùng này. Đó. Đó. Hang động Smuggler gì đây này. Ok. Vậy là xong. Quay lại trả nhiệm vụ thôi. Đây. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tiền đây. Đó. Lính đánh thuê thôi các bạn, nó kêu mình làm gì làm đó thôi. Rồi vậy là xong cái nhiệm vụ chỉ là kinh doanh thôi các bạn.